Mỹ tiết lộ thời điểm Ukraine nhận bom dẫn đường có độ chính xác cao. Công ty Boeing và Saab đang chuẩn bị cung cấp cho Ukraine loại bom đường chính xác cao GLSDB tầm bắn 150 km vào mùa đông năm nay. Giám đốc kinh doanh cấp cao của tập đoàn Boeing, Jim Leary cho biết, Ukraine dự kiến sẽ nhận được bom GLSDB có độ chính xác cao vào mùa đông năm nay. Một quan chức cấp cao khác tiết lộ rằng, cùng với loại bom này, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được cung cấp các bệ phóng mới. Mặc dù trước đó đã có tuyên bố rằng GLSDB có thể được phóng từ các hệ thống M270 MLRS và HIMARS đang phục vụ cho quân đội Ukraine. Được biết, ngày 3 tháng 2 năm 2023, Lầu Năm Góc thông báo, gói viện trợ vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD dành cho Ukraine sẽ bao gồm bom dẫn đường GLSDB. Bom dẫn đường phóng từ mặt đất GLSDB do công ty Saab của Thụy Điển và tập đoàn Boeing của Mỹ phát triển từ năm 2019. Với tầm bắn mở rộng, GLSDB cho phép lực lượng Ukraine nhắm vào các mục tiêu khó tiếp cận, thâm nhập sâu vào phòng tuyến của đối phương. GLSDB gồm hai thành phần chính, trong đó đóng vai trò đầu đạn là loại bom đường kính nhỏ GBU-39 sử dụng động cơ tên lửa M-26 để phóng từ trên bộ, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách 150 km với độ chính xác cao. GBU-39 có cánh có thể gập lại và bung ra sau khi phóng. Bom này thường được thả từ máy bay và có thể bay hơn 100 km sau khi thả. Trong khi đó, M-26 là tên lửa không điều khiển được thiết kế để phóng bằng M-270 MLRS. Nó được cung cấp bởi một động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. GLSDB được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, IM, và hệ thống định vị toàn cầu, GPS, kết hợp với đầu đạn đa năng, xuyên phá phân mảnh và ngòi nổ điện tử có thể lập trình. Với hệ thống dẫn đường này, bom có thể được hoạt động cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Loại bom này có trọng lượng khoảng 115 kg, trong đó đầu đạn được làm bằng sợi carbon. Độ phân mảnh cực thấp với lượng thuốc nổ mang theo là 57,6 kg. Điều này giúp nó có thể phá hủy các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ, xe bọc thép hoặc công sự của kẻ thù. Bom có khả năng bắn mục tiêu từ nhiều góc độ khác nhau và độ chính xác cao đến mức có thể bắn trúng mục tiêu trong bán kính 1 mét.